Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Rạng sáng mai, Arsenal sẽ có chuyến hành quân đến Hy Lạp để đối đầu Olympiacos trong khuôn khổ vòng 1/8 Europa League. Mùa trước, chính Olympiacos đã loại pháo thủ khỏi giải đấu này với bàn thắng ở phút 119 trong hiệp phụ. Nhắc lại thất bại này, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn còn tỏ ra tiếc nuối, nhưng đồng thời đây cũng là động lực để Arsenal có thể trả hận. Trong cuộc họp báo trước trận, Arteta chia sẻ: "Đó thực sự là một trận đấu khó để nuốt trôi. Sau tất cả những gì chúng tôi đã làm trong hai trận, và rốt cuộc thì đội lại để thua theo cách đó. Và cả cơ hội cuối cùng của Aubameyang thực sự tàn nhẫn. Nhưng chúng tôi vẫn bước tiếp. Tất nhiên là chúng tôi có một số xúc cảm với Olympiacos, và rõ ràng là chúng tôi muốn thể hiện nó ngay trong vòng đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi hiện đang là một đội tốt hơn năm ngoái. Nhìn lại hai trận đấu hồi năm trước và cái cách mà chúng tôi đang thi đấu hiện tại, tôi nghĩ đội đã đi theo một chặng đường dài. Olympiacos cũng đã có một số cầu thủ khác, nhưng cấu trúc thì vẫn tương tự như năm ngoái. Họ đã làm rất tốt. Họ đã chơi ở Champions League. Olympiacos bị loại khỏi Champions League cùng bảng với Manchester City. Họ đã có hai trận đấu rất hay. Thế nên họ sẽ là một đối thủ thực sự khó khăn." Thomas Partey gia nhập Arsenal vào tháng 10 năm 2020 sau khi đội chủ sân Emirates kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng với Atletico Madrid. Hiện tại, trong khi Los Blancos đang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp La Liga và có mặt ở vòng 1/8 UEFA Champions League, đội bóng của Partey lại phải thi đấu Europa League và đứng trước nguy cơ có mùa giải thứ 5 liên tiếp không tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu. Chứng kiến những gì đang diễn ra, tiền vệ người Ghana cảm thấy không hài lòng. Anh nói: "Arsenal là một câu lạc bộ bắt buộc phải có mặt ở Champions League. Hiện tại, chúng tôi đang phải đối mặt với tình huống tồi tệ. Song, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Toàn đội vẫn đang thi đấu, có cơ hội và phải cố gắng mang đến nhiều kết quả tốt hơn trong mùa giải này. Trước khi đến được với cái đích mong muốn, chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu. UEFA Champions League rất quan trọng. Giải đấu này thu hút nhiều cầu thủ giỏi, thể hiện đẳng cấp của họ đối với thế giới. Điều đó rất có ý nghĩa với Arsenal, với người hâm mộ của câu lạc bộ và các thành viên đang làm việc tại đây. Arsenal xứng đáng thuộc về UEFA Champions League." Chat Team Talk: Arsenal đang muốn chiêu mộ Kyle York, tiền đạo trẻ của Santos, về Emirates ngay trong mùa hè 2021. Đây được xem là một sát thủ mới được đánh giá cao bởi tiềm năng phát triển ở châu Âu. Sở hữu thể hình tốt 1m82 cùng tham vọng vươn tới đỉnh cao, Kyle York được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn anh ở tuyển Brazil là Neymar, đồng thời vươn tầm hơn nữa. Kyle York cũng là gương mặt được Chelsea săn đón bên cạnh những câu lạc bộ lớn như Ajax, Juventus, Lyon và Shakhtar Donetsk. Mới đây, chủ tịch Andres Roura của Santos đã xác nhận rằng câu lạc bộ đã gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Kyle York, và đây là thông tin mở ra nhiều cơ hội cho nhiều đội bóng khao khát chân sút này. Trong bối cảnh đội bóng chủ sân Emirates không còn tỏ ra mặn mà trong việc giữ chân Hector Bellerin, báo chí Anh đang có những đồn đoán về việc Arsenal đang để ý là một ngôi sao đến từ nước Ý. Cụ thể, theo tờ Telegraph, Arsenal và Inter đang dành sự quan tâm đặc biệt đến hậu vệ của Inter Milan, Achraf Hakimi. Nếu đội bóng áo đỏ thành London có thể ký hợp đồng với Hakimi, đó sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho đội hình của họ. Gia nhập đội bóng nước Ý với mức giá 34 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, chỉ sau một năm, bất cứ ông lớn nào cũng sẵn sàng chi ra một mức phí lớn hơn con số này, trong bối cảnh cầu thủ người Maroc được định giá lên tới 45 triệu bảng bởi Transfermarkt. Hakimi hiện đang thi đấu như một hậu vệ cánh phải cho Inter Milan, đã ghi được 6 bàn thắng và sở hữu 4 pha kiến tạo ở mùa giải năm nay. Mùa trước, anh ghi được 10 bàn thắng và mang về 10 đường kiến tạo cho Borussia Dortmund, trong đó có 4 bàn xuất hiện ở Champions League. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên, chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.